vườn hoa rất đẹp và rực rỡ. Tôi đã tự hỏi, làm thế nào mà các bạn có được những bông hoa đẹp như vậy? À, tất nhiên hoa cần chăm sóc y như phụ nữ vậy. Ví dụ, chúng tôi ươm trồng loài hoa này từ khi còn rất bé ở Hà Lan. Sau đó chúng tôi nhập khẩu về đây và tạo một môi trường tốt để chúng có thể sinh trưởng và phát triển. Nhưng đây là hoa hải đường, một loài hoa rất phổ biến ở Việt Nam. Đúng là hoa hải đường. Tôi tự hào khi nghe bạn nói vậy vì chúng tôi đã đem loài hoa này về từ xứ sở của chúng tôi, đất nước Hà Lan. Ồ, thì ra bạn đến từ Hà Lan. Và vì sao bạn lại chọn điểm dừng chân là Đà Lạt? Tôi đến Việt Nam từ năm 1996, giờ đã được 17 năm. Tôi cảm thấy may mắn vì đã đến đây. Tôi đã tìm thấy bông hoa của tôi, đó chính là vợ tôi. Tôi tìm thấy rất nhiều niềm vui khi nhân giống và phát triển được rất nhiều loài hoa. Hoa lý. Hoa lý. Hoa hồng. Hoa hồng. Hoa cúc. Hoa cam chướng. Hoa cát tường và hoa lily Peru. Đây là nơi tốt nhất ở châu Á để trồng hoa. Cuộc đời tôi gắn liền với hoa mỗi ngày. Hoa hồng và bánh mì. Bạn sẽ cần điều gì cho mình? Câu này thì tôi xin trả lời bằng tiếng Việt nhé. Of course. Hỏi rất là khó. Mà lúc nào anh muốn tặng một hoa của người yêu là hoa hồng. Và lúc nào anh có đói bụng là bánh mì. Tôi yêu hoa Đà Lạt rất nhiều. Tôi muốn đưa hoa Đà Lạt đến mọi miền đất nước Việt Nam để các bạn thực sự được thưởng thức vẻ đẹp từ đất mẹ. Chúng tôi đã đưa hoa Đà Lạt đến khắp thị trường châu Á, hướng tới thị trường New Zealand và Australia. Các bạn biết không, quan trọng hơn là chúng tôi vẫn đang tạo ra những loại hoa mới. Bạn xem đây này, đây là hoa chúng tôi mang về từ Hà Lan và trồng tại đây. Cành rất dài, sức sống cây khỏe và hoa lớn. Hoa Hà Lan nhưng bí quyết lại ở Việt Nam. Đó là cây trồng được lấy từ phù sa sông Mekong kết hợp với sơ dừa tự nhiên. Tôi xin tặng bạn món quà này. Hãy cẩn thận với những cái gai nhé. Chúc cho những ước mơ của Ben sẽ trở thành hiện thực và những bông hoa đẹp như thế này sẽ đi khắp mọi miền đất nước và khắp nơi trên thế giới để làm đẹp cho cuộc sống của chúng ta.